Đến Anh Quốc cùng du lịch Việt, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nét cổ kính lẫn hiện đại. Ở đây có những thị trấn nhỏ yên bình như Cotswold với nhiều ngôi nhà làm bằng đá rất thú vị. Bạn sẽ có cơ hội được tham quan nhà hát của những giấc mơ, sân vận động Old Trafford nổi tiếng. Đặc biệt, London chính là mảnh đất màu mỡ của những cửa hàng thời trang đủ để bạn thỏa sức mua sắm cả ngày không chán. Đến Vương quốc Anh với giá ưu đãi chỉ còn 39.900.000, gọi ngay 1900 1177. Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim.